Cái đó là tấc đúng anh? Mấy tấc 1 kìa anh. Tấc 1 ha. Rồi đổi anh tấc 1 đi cưng. Tấc 1 thông dụng á. Tấc 1 là máy 165 có tấc 1 nha anh. Đổi lại cho anh luôn. Uống cà phê này anh qua đây ngủ đi. Em thử cho. Đây. Chơi thiệt á, giờ sao chó anh nào chữ mấy tụi chơi nè trừ á trừ ngay trừ luôn chứ trừ 2 triệu mấy 3 triệu luôn á, 5 triệu không dám chờ không dám mở đâu hả, được chứ 2 triệu mấy hả, thẻ 5 triệu không dám mở ừ đâu giờ đồ khó giờ gửi ra là mua ai không khói là trừ là chơi nè. À, cái nào rồi gửi anh xài bỏ lại nhưng mà ủ nghe anh mua là mắc nha chứ không phải gì đâu nghe anh ơi, công ty nó trừ nó tính tiền hết trơn à, tính ấy trơn à, nói chung là mang cũng lời ừ nó thu lại được lời rồi, nó tính hàng năm không à, tính hàng năm không à, công ty mà đâu chịu tính hô thua mình đâu.